Xin mến chào toàn thể các cô bác ạ, anh tất cả anh chị ạ. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại cái hành trình tiếp theo ngày hôm nay ạ. Hiện tại thì bốn bác cháu đang có mặt tại khu Cọ Sơn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ mọi người. Sau thời gian 3 tiếng đồng hồ thì bốn bác cháu đang có mặt ở đây để lên thăm hoàn cảnh hai cháu mồ côi đây, bố mẹ vừa rồi mất đấy mọi người. Đó là cháu Hà Thị Linh và Hà Thị Thu Thảo. Thì thời gian là 3 tiếng thì bốn bác cháu đã lên đến nơi rồi. Hiện tại thì đang đi bộ đi lên trên nhà của hai cháu đấy mọi người. Mất hết sóng rồi, đấy có sóng rồi đây. Đã có sóng hết rồi mà. Ở đây sáng cong rồi, sáng cong đét rồi đây. Đây đầy nhiều cá đấy. Mệt ghê đấy bạn. Cho bà. Đi đi thay bà. Thay bà tháo rồi. Cắm đấy rồi. Chắc mở được chứ. Khu Cọ Sơn 1, xã Thu Ngạc, Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đây mọi người. Đây, bốn ba cháu nó đến nhà lưới hai cháu bé đây, cháu Linh và cháu Thảo đây. Chào bà. Bà. Thôi chẳng cần phải bảo các cháu một quần áo đâu bà, nóng. À. Đây bà mấy hai cháu ra ngồi đây này bà. Vâng. Đây cháu Linh này và cháu Nguyễn Thị Thu Thảo đây. Thảo đây, Linh đây à? Vâng, đây là hai cháu. Thảo năm nay là mấy tuổi? 6 tuổi. Linh là 4. Linh 4. Thảo 4. Thảo 4. Thảo 4 tuổi. Bên kia là con này 6 tuổi. Nhìn bác đấy, nhìn bác. Vâng. Giỏi quá nhỉ.
Bà là bà nội hay bà ngoại? Bà ngoại, nhưng nội nhà nó có chả có ai. Bố nó đi sang ở bên này, thế là bố nó mắc bệnh gì thì cho nó về bên nó thôi. Thế thì nhà nó chả có ai nốt. Mẹ nó để cái bố ấy ra được có 4 tháng thì mẹ nó mất rồi. Thế nó sống một mình, nó đi ở với chú thế nào rồi. Thế cho này đi, nó hai đứa nó gặp nhau thì bà sáng thấy hoàn cảnh nhà nó thế rồi. Làm thế nào nó yêu nhau thì chẳng làm gì thì bảo sang bên này ở. Thế nó mắc bệnh cái nó bảo là chưa cưới thì về bên kia mà ở. Thế nó lại về bên kia ở. Thì nó mất thì mất bên kia. Thế thì mất cho ngay đưa ba mẹ con nhà nó về ở với bà. Vâng. Cái bà nuôi thì hai đứa này ngủ với chị ấy bám nuôi nhà nó chả có ai đi theo nữa. Vâng. Cháu ốm mà ho lắm thế con. Cháu sốt đấy. Sốt lắm. À, hai cháu còi mà bà cũng còi. Bà cũng còi. Mà mổ việc gì thì bà cũng phải đi theo. Ừ, mẹ nó vừa truyền máu vừa mổ. Vâng. Thế mới được hai cái đứa này, bác sĩ cũng lo. Ở trên này truyền máu thì ở dưới này mổ, bác sĩ cũng lo đấy á. Vâng. Con chào các bác chưa? Con chào các bác, các chú chào chưa? Các bác đi. Con chào đi. Chào đi con. Nó to chú, nó to chú xem nào. Đi rồi. Là chỗ chỗ nào rồi? Tiền Tam Thanh nhá, khu Đồng Thi á. Thế là em nhà mình là mất được mấy hôm rồi bà nhỉ? À, hôm nay 7. Hôm nay 9. Hôm nay 9. 29 ông. Hôm nay được 8 ngày thế nào. Vâng. Thế hai cháu nhà mình thì có bị ốm đau gì không bà? Thỉnh thoảng nó sốt. Nhưng mà bà chưa nó đưa nó đi kiểm tra thử xem. Mà mẹ nó thì hai bệnh đấy con ạ. Nếu thì đưa cho các cháu đi khám xét xem nào. Bởi vì nó gầy này chắc nó phải là bé. Cái con này cũng đấy chút, từ hôm mẹ nó bị là chút mái rồi. Nhưng mà chắc là nó nhớ mẹ nó. Vâng. Hôm qua bà mới khóc với nó bảo là đi xóa hương cho mẹ nó. Nó bảo là mẹ ơi tội nghiệp quá, cho mẹ bay đi xa thế. Nó biết nói cho mẹ nó thôi bà. Vâng, mẹ bay xa thế. Tội nghiệp mẹ quá, nó thơ vương cho mẹ, nó còn nói thế. Ho con ho à? Con uống thuốc ho cho cháu. Uống, sáng uống. Để cho mẹ nó được gần sáng thì mới đưa xem nó đi xét nghiệm xem nó. Vâng, thế cái nhà này là nhà của anh à? Nhà của bác nó. Thế còn đất cũng không có, thế bác nó chia cho một miếng để ba cháu bà ở đây. Bây giờ thì bố mẹ đều mất rồi thì bác cũng vất vả rồi. Thế... chứ là làm nào được. Giờ... làm nào ở bên được. Kia thì bên nội là không còn đúng không? Không còn ai. Thế thì... mà nó cũng mất ai. Hết rồi nên mà cái nó mới lấy con này kìa. Kiểu như là bên nội nhà hay. Đây bà ngoại thôi, nhà chồng nó chả có ai nốt. Bố nó để được có 4 tháng thì mẹ nó mất luôn. Thế là bố nó mất, bố thì mất từ lâu rồi, thế mẹ nó để cái thằng này ra được 4 tháng lại mất luôn. Thế lại đi ở với bố chú. Thế lớn lên 12 tuổi cái nó đi làm ăn nhưng nhang mái thì mới gặp cái con này. Thế nó yêu nhau thì bà chẳng biết làm thế nào thì cũng thấy hoàn cảnh nhà nó thế rồi thì biết yêu thì biết dạ rồi biết siêu nó biết làm thế nào là. Duyên số, yêu nhau thì mình cấm làm sao được bà. Thế, thế nó mới để phận, được tưởng là nó có bệnh thế nó không để được hai đứa này mà cuối cùng nó vẫn để được hai đứa này. Vâng. Thế bà phải cứu lấy nó bà đi mổ được thế hai đứa này. Bây giờ bà phải lặng gánh với hai cháu rồi. Đấy. Chăm các cháu. Đi mổ từ bé nốt, mổ lấy nốt, nhà nó chả có ai mổ cho đi theo nốt, chồng nó chả đi theo nốt. Thế bà mổ ở cái gì ấy, thì mẹ nó truyền máu thì ở dưới mổ cái, hai cái đứa này 18, cái đứa này 16. Thế hai cháu là đi học, cái đứa lớn đi học chưa bà? Hai đứa này đi, năm nay với bà lớp 1. 6 tuổi là lớp 1 rồi. Thế con này thì... đi mẫu giáo. Thì bà ăn nhòn đi thế nốt. Vâng. Bà hôm nay có cháu và bác và hai em và bốn ba cháu nhà cháu ở dưới Hà Nội. Vâng. Thứ nhất là biết đến hoàn cảnh của hai cháu đây. Vâng. Thì hôm nay bốn ba cháu nhà cháu lên đây thứ nhất là thăm gia đình mình. Vâng. Và hỏi thăm sức khỏe và xin chia buồn với gia đình. Vâng. Và thứ hai là bốn ba cháu là cũng nhận được một số tiền của những nhà hảo tâm. Vâng. Nó cũng không được nhiều đâu. Vâng. Thì thứ nhất là tiền đó thì có những nhà hảo tâm góp lại thì số tiền là được 16.200.000. Thì hôm nay bốn ba cháu nhà em thì xin phép là gửi lại cho hai cháu.
Vâng. À, cháu có một chút để trang trải cuộc sống tiếp theo ạ. Thế bà anh chả biết nói gì với các cháu, thì các cháu có cái lần nhiệt tình lên thăm hai cháu thì bác chả biết nói với các cháu như thế nào chứ. Cho bác xin cảm ơn các cháu. Thì là cái này là bà nhận anh cầm hay là bà cầm chắc cháu nếm rồi thì thôi bà cũng không bà cứ phải bà cứ đếm thế là 16.200.000 thì bà cứ đếm đi không sao cả. Vâng. Nhưng mà các cháu tính đủ rồi thì xui. Bà cứ đếm thì đủ đấy, nhưng đương nhiên con là phải đủ rồi. Anh giữ cho bà đấy anh. Mười sáu triệu 200 bà. Vâng ạ. Vâng, đúng chưa bà? Đúng, đúng. Vâng. Bà cảm ơn các cháu. Vâng, cái số tiền này thì trong số tiền này là có số tiền của bác, của em, các thứ góp vào nữa và cùng các nhà hảo tâm. Mỗi em con có một vâng. Gọi là cái tấm lòng gửi gắm đến cũng là mong động viên gia đình hoàn cảnh là bà hai cùng nhau cố gắng bà. Vâng. Có vất vả thì là không ai mong muốn vất vả nhưng mà mình cái hoàn cảnh nào người ta chịu hoàn cảnh đó. Vâng. Cũng cộng chung tay cộng đồng thì cũng là tiếp sức cho gia đình nhà mình vượt qua lúc khó khăn này. Xin cảm ơn các cháu để nuôi hai cháu xem lớn lên. Dạ vâng, mong bà cố gắng còn duyên thì anh em con lại còn có thể quay lại. Vâng, lúc nào có thời gian thì quay lại thăm hai cháu với bà. Dạ. Vâng. Bà đến động viên cháu cho bà với. Vâng. Cô bác anh chị ơi, thì số tiền 16 triệu thì bốn bác cháu 16.200.000 thì bốn bác cháu đã trao cho gia đình bé rồi. Thì cái thời gian cũng muộn rồi thì bốn bác cháu cũng xin phép ra về tâm cũng không làm mất nhiều thời gian của ông bà các bác anh chị và mọi người nữa thì tâm cũng xin phép dừng cái đoạn video đây cho tâm xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà các bác anh chị và tất cả mọi người ạ. Hẹn cả nhà ở những cái hành trình tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ.